Trước mặt là chiếc máy bay sẽ chở mình qua Hồng Kông của hãng Cathay Pacific đang đậu trước mặt, và đường ống sẽ được dẫn vào cái cửa máy bay để mọi người có thể đi lên. Rất là to vậy, thấy không? Một người đứng dưới cánh cửa nè, đứng dưới cái máy nè. Đây, cái cửa đó sẽ được di chuyển đến ngay cửa khoang hành khoang cách đi lên của máy bay. Mình vừa đáp máy bay xuống xuống sân bay của Hồng Kông, thì bây giờ mình đang đi tìm cái gate để mà mình transfer chuyển máy bay qua và bay về Boston. Thì hiện tại giờ chưa biết như thế nào á, chưa biết tình hình ra sao, tại vì mình chưa có đến được ngay cái chỗ mà check in và chưa đến được ngay cái cổng để mà mình vô bên trong máy bay, thì mình chưa có biết được. Bây giờ mình đang trên đường mình đi tìm cái cổng. Thì mọi người ai cũng bịt khẩu trang đó quý vị, ai cũng bịt hết trơn á, kể cả tiếp viên hàng không. Không biết hai ông lái máy bay có bịt không, chứ còn một tất cả tiếp viên hàng không bịt hết luôn. Đây là chiếc máy bay mình mới vừa đáp xuống nè. Giờ mình đây nó rộng dữ lắm, đi là đuối luôn á. Thì
cái lịch trình transfer lần này, chuyển máy bay lần này của mình đợi tới 3 tiếng lận, 3 tiếng hơn lận, cho nên là thời gian còn thảnh thơi rất là nhiều. Mình có thể mình đi tàn tàn cũng được, không cần gấp. Còn những lần trước mình đi thì nó chuyển qua máy bay có 1 tiếng rưỡi à, là coi như là chạy dắt dò cổ chạy luôn để mà tìm cái cổng cho nhanh. Tại vì sân bay Hồng Kông lúc nào cũng vậy hết á, khi mình chuyển máy bay là ở trong phi trường á, là nó kiểm tra cái an ninh á, có nghĩa là nó quét qua cơ thể mình lần nữa, nó kiểm tra ba lô mình một lần nữa, cho nên nó mất đi thêm một chút xíu thời gian đó nữa. Thì sân bay Hồng Kông nó vậy. Có tên chuyến bay là CX 812. Bây giờ mình sẽ tìm trên cái bảng này coi nó nằm ở cái cổng nào, cái gate nào, rồi mình sẽ đi đến cái gate đó mình chờ thêm 2 tiếng nữa mới bay. Tìm đúng cái mã số CX 812. Nhìn đây dễ bị quán gà đó quý vị. Mình đã thấy rồi nè, Boston nè, CX812 Boston, cái cây số 44 rồi, kim số 44 rồi, go. Giờ mình sẽ vô cái vô đây để mình kiểm tra nữa, thấy không, transfer nè, vô đây. Đây, sau khi mình lọt qua một cái cổng kiểm tra an ninh nữa thì mình đã đi lên trên đây và bắt đầu mình tìm cái gate của mình là số 44. Thì các bạn thấy cái sân phi trường Hồng Kông này nó bự cỡ nào, nó tổng cộng tới, các bạn thấy bên trái nó tới là 530 gate, có nghĩa là 530 cái cổng, 530 cái cổng nha, khủng khiếp chưa. Bây giờ mình sẽ tìm số 44, từ số 1 tới số 4 đi bên đây, số 10 tới số 80 đi thẳng, số 200 tới 300 đi đường này, ghê chưa, giờ đi thẳng. Phi trường nó lớn lắm à. Một chút xíu nữa mình sẽ cho quý vị biết là khi mà vô thêm một cái vòng an ninh nữa thì họ kiểm tra cái gì ha. Tại phi trường của Hồng Kông bên này bán những cái dầu thơm của thương hiệu và tất cả những nhân viên đều bịt khẩu trang. Bịt khẩu trang sao thử dầu thơm trời, không lẽ xịt vô cái thì mở khẩu trang ra hửi. Vui quá. Đã chưa. Tiếp tục số 10 tới 80 đi thẳng tiếp. Đi bên đây. Vô đây là mình có thể mình đi thoải mái bất kỳ ở đâu, muốn mua gì mua. Rolex nè. Một cửa hàng Rolex. Cái này chắc vô coi thôi chứ tiền đâu mua. Thấy chưa? Đó. Cho quý vị nghĩa một cái Rolex chơi nha. Wow. Đây. Cái gate số 40 tới số 80 là kêu là mình đi cầu thang máy xuống, đi xuống đây. Đi xuống. Vô. Mệt quá. Phải nói chứ đi máy bay mà đi những quãng đường dài như vậy nó rất là mệt quý vị. Tại vì nó đâu có chuyến bay thẳng đâu, mình phải lúc nào cũng vậy, phải quá cảnh một trong những cái quốc gia mà mình chọn tùy theo cái hãng máy bay, giống như hãng Cathay thì quá cảnh Hồng Kông, hãng Eva quá cảnh ở Đài Loan. Đó thì tùy theo mình chọn cái hãng thôi. Thì sau khi cái chuyến đầu tiên xong thì bây giờ cái chuyến này thì mình sẽ bắt đầu mình bay trực tiếp từ Hồng Kông qua Boston. Thì tổng cộng nó là hình như mình nhớ mang máng là khoảng 16 tiếng. Vô đây. 16 tiếng ngồi trên máy bay liên tục mới đến được Boston. Đây, 40-80 rồi đi xuống nè.
Rồi thang máy đi xuống, quý vị nhìn cái góc bên trái. Đi xuống. Gây của mình là số 44. Thì mình đến sớm cái mình sẽ mình ngồi đó mình chơi. Mình sạc pin điện thoại. Rồi mình online, tại vì ở đây là hoàn toàn là wifi nó miễn phí. Thì bây giờ mình xuống ngay chỗ này là xuống ngay cái tàu điện ngầm nha quý vị. Hết đường đi rồi. Mình sẽ đến đó, người ta đang đứng chờ tàu điện ngầm bên tay trái. Là tàu điện ngầm nó sẽ đưa mình đến đúng cái cổng mà mình muốn. Nó rộng lắm, đi bộ không có nổi đâu. Đây, bây giờ mình sẽ vô tàu điện ngầm. Mình nhìn thấy chưa? Xin mời cao gần xe mồi, bình tĩnh như thường cảnh nhắc thì sẵn. Please stand clear of train door and please hold the handrail during the whole journey. Xin mời cao gần. Tốc độ nó nhanh khủng khiếp luôn vậy. Next station is gates 40 to 80. Rồi. Chờ một cái yến nó chưa đầy 5 phút. Này. Số 1 tới số 80 quẹo trái. Đây mình sẵn mình chia sẻ cái clip này giống như cái kinh nghiệm để đi máy bay của ví dụ những người lớn tuổi có thể là thấy được hiểu rõ được sơ sơ cái cách mình có thể mình đi máy bay từ bên Mỹ về Việt Nam thì tùy theo cái hãng. Tuy nhiên thì cái cách transfer, cái cách mà chuyển máy bay thì nó cũng tựa. Mình chú ý vào cái vé máy bay mà mình chuẩn bị mình đi á, nó có cái mã số của chuyến bay. Thì mình cứ tìm ngay đúng cái mã số chuyến bay đó và tìm lên những cái bảng mà điện tử á, cái bảng giống như cái TV á, nhìn lên đó nhìn thấy cái chuyến bay của mình và cái cổng tức là cái gate, tiếng Anh nó là gate. Mình tìm ngay đúng cái cổng đó và mình đến đó mình ngồi mình chờ là mình sẽ chính xác, mình sẽ đi chính xác cái chuyến bay của mình ha. Mới đầu đi thì ai cũng hoang mang, ai cũng sợ hết đó, thì đúng rõ ràng là nó quá rộng lớn. Thứ hai là bên của quốc gia khác thì nhiều khi tiếng Anh, tiếng U rồi không biết thì cũng không có hỏi được. Vì thế không, giờ mình lên cái thang máy xong thì giờ nó có ghi là số 40 tới số 49 mà quẹo trái bên tay trái thôi. Mình lắc bầu mình quẹo trái mình đi nữa. Mình sẽ đi theo cái hướng của nó chỉ. Khi quẹo trái nó hiện ra cái này, 40 tới 49 là bắt đầu cứ đi thẳng. Cứ thẳng rồi cứ đi tìm tiếp. Ở trong đây thì hầu như là sân bay. Wow, sân bay này bán đồ nhiều lắm. Toàn là những thương hiệu coi như là nổi tiếng. Nhưng mua đồ những trong sân bay thì thường á mình không có mua. Không biết nó mắc hay nó có thuế má vậy thì mình cũng không rành thì mình không có mua. Ở Mỹ thì mình đi mua thiếu gì? Đi shopping là đi mua bất cứ cái đâu. Canh sale, canh đồ giảm giá rồi đủ thứ. Đó. Haha, gần tới nơi rồi. Ha, trời đồ cái gì ơi. Thấy chưa? 40, 41, 42, 43, 44, tủ trình kìa. Bên tay phải, haha, tôi đã thấy rồi. Thấy không? Đơn giản thôi quý vị, đâu có gì đâu khó. Đến đó bắt đầu ngồi nghỉ mệt. Sạc điện thoại. Rồi online. Sau đó canh đến đúng giờ và vô cổng máy bay tiếp tục cuộc hành trình thêm 15, 16 tiếng nữa. Ui, xa quá. Tốc độ máy bay là gần 1.000 km một giờ nha. Mà bay tới 15, 16 tiếng mới tới thì quý vị biết nó cái xa cỡ nào. Trung bình nó bay khoảng chừng 900 km giờ. Độ cao là 10.000 m so với mặt nước biển. Đây, sau khi mình đến ngay cái cổng số 44 thì quý vị thấy là cái bảng nó ghi là CS812 là đúng ngay cái chuyến bay của mình, thấy không? Hồng Kông to Boston. Ok, bây giờ sẽ đến đây. Mình ngồi ghế và mình chờ cho đến đúng giờ thì những cô nhân viên đây họ sẽ kiểm soát vé và họ cho vào bên trong.
thì cứ ngồi chờ thôi. Xong rồi có muốn ăn uống gì đó thì có thể mua bất kỳ đồ ăn ở đâu đây nè, có Starbucks nè, cà phê, có cà phê thôi. Thôi mua liều phê uống đi, uống được, uống cà phê xong ngủ. Lên giờ nói ba chủ yếu là ngủ chứ hả, ngồi mười mấy tiếng mệt dữ lắm. Starbucks mua trong đây không biết nó cho trả thẻ không, nếu mà không cho trả thẻ là không có mua được, từ vì bên đây nó xài tiền Hồng Kông, mà mình đưa tiền đô á thì họ sẽ thối lại tiền Hồng Kông, rất là phiền cho mình không có xài được. Để bây giờ mình hỏi coi. Ừ, trong đây có cho trả thẻ quý vị, lấy thẻ rồi trả. Một ly cà phê đá Starbucks, ok, nó là $40 Hồng Kông ha. Thì mình kiểm tra trong cái nhà băng của mình thì nó trừ là $5.10 á, có nghĩa là $40 Hồng Kông là khoảng $5 Mỹ cũng được. Trong sân bay bán giá gì cũng ok, Starbucks mà. Vô đi vòng vòng kiếm đổ mồ hôi luôn. Máy bay trước mặt ok quý vị, có một thay đổi nhỏ của tại ngay phi trường Hồng Kông mà những cái chuyến trước mình đi nó không có. Nó là vậy, ngay cái khu mà kiểm tra an ninh á, lúc mà mình vừa đáp máy bay xuống, sau đó mình đi tới cái chỗ chamber và đến ngay cái cổng để mà bước vô để kiểm tra an ninh thêm một lần nữa, thì ngay chỗ đó là tuyệt đối cấm quay phim chụp hình ha, không cho quay phim. Và trước khi bước vô cổng á, có một người nhân viên họ cầm một cái súng, cái súng đo nhiệt độ chứ không phải là súng kia. Đưa thẳng vô đầu vậy nè, đưa ngay trán luôn quý vị, để thẳng vô bất kỳ người nào ai cũng vậy hết. Khi bước vô là họ đưa vô và họ đo nhiệt độ cơ thể của mình. Nếu nhiệt độ mình không có bị sốt thì bắt đầu họ cho qua cái khâu đó và bắt đầu kiểm tra an ninh. Chỉ như vậy thôi là hết, không có vấn đề gì khác nữa. Và sau đó đi vô lại y như cũ, y như những lần trước mình đi y chang ha. Quý vị cũng đừng băn khoăn cái chuyện đó ha. Lưu ý là họ chỉ đo nhiệt độ bằng một cái súng và cầm tay và đưa ngay trán mình để đo cái nhiệt độ của mình. Rồi sau đó không có vấn đề hết thì đi vô bên trong và tiếp tục chờ để mà đáp chuyến bay qua bên Mỹ. Thì bây giờ mình đang chờ để mình lên máy bay mình về Mỹ lại. Thì khi mình đến phi trường của Mỹ thì không biết là họ kiểm tra ra sao thì mình cũng chưa biết được. Thì quý vị tiếp tục theo dõi phần 3 nha. Bây giờ mình xin kết thúc phần 2 ngay tại đây. Bye bye.